Sống đời chứng nhân thứ 6 21 tháng 6 2024. Sống đời chứng nhân thứ 6 21 tháng 6 2024. Sống đời chứng nhân hay chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyện khó tin nhưng có thật. Mến chào anh chị em và các bạn. Mỗi ngày chúng ta chứng kiến rất nhiều chuyện lạ ở trên thế giới. Những câu chuyện mà ngày xưa người ta không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Nhưng trên thế gian này, mọi sự đều có thể xảy ra. Mọi sự đều có thể xảy ra, nhưng không phải con người có thể làm được mọi sự hai cách khác nhau. Đừng có nghĩ rằng là mọi sự đều có thể xảy ra, cũng có nghĩa là con người ta có thể làm được mọi sự. Chỉ có đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, không gì là không thể. Còn con người rất giới hạn, cho nên không bao giờ được phép nói là tôi có thể làm được mọi sự vì mình không phải là Thiên Chúa. Nhưng mà trên thế gian này thì mọi sự đều có thể xảy ra. Và mọi sự đều có thể xảy ra có nghĩa là mọi sự đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Chúa cho xảy ra cái gì thì nó đều có thể xảy ra chuyện đó. Khi mình nhìn thấy mọi sự đều có thể xảy ra thì mình thấy được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong tất cả mọi chuyện, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện bé, chuyện to. Nãy có em nó chỉ trên đầu tôi, nói có sợi tóc nó dơ lên. Tôi nói sợi tóc mà nó có rớt xuống nó cũng không ngoài thánh ý Chúa. Có đúng không? Tôi có thể vuốt sợi tóc, nhưng mà nếu mà Chúa cho nó rớt xuống thì cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Vì thế mà ta nói rằng mọi sự đều có thể xảy ra, cho dẫu là những chuyện khó tin nhưng có thật. Trong tay tôi là một lá thư của một em bé. Nếu anh chị em theo dõi chương trình Điểm Hẹn Chúa Nhật còn nhớ câu chuyện hai bà cháu Trà Vinh. Hai đứa bé nó muốn đi học mà không có tiền đi học, tiền ăn còn chưa có, lấy gì tiền học. Lúc nó được sinh ra thì con chị được mấy tuổi, 2-3 tuổi, con em thì mới mấy tháng thì bố mẹ bỏ nhau. Rồi bố đi đằng bố, mẹ đi đằng mẹ, để lại hai đứa bé cho bà ngoại nuôi. Ta gọi là cháu bà nội, tội bà ngoại. Bà ngoại ấy ở trong một cái chòi, rồi nuôi hai đứa bé ấy, sống nhờ người ta cho cái gì thì ăn cái đó. Và bà đi làm thuê, làm mướn. Rồi một bữa nào đó thì bà nghe được đài lòng thương xót Chúa và bà lặn lội lên đây để xin cầu nguyện cho hai đứa bé nó được khỏe mạnh và nó được đi học. Và đi làm Điểm Hẹn Chúa Nhật, rồi tôi đóng tiền học cho hai đứa. Nó được đi học nó sướng. Những đứa bằng tuổi nó thì đã cắp sách đến trường lâu rồi. Từ lúc mầm, lúc trồi, 2-3 tuổi đã đi mầm với lại trồi lá gì đó non rồi. Còn nó thì chẳng mầm, chẳng trồi, chẳng lá gì cả. Một cái cây khô quằn lớn lên, một cái cành khô. Ấy thế mà ta biết rằng là cái cành khô ấy nếu mà được tưới tắm đàng hoàng cũng có thể trổ những cái chồi non nhú đẹp. Và cái chồi non đã bắt đầu nhú ra khi tôi cho tiền đi học, hai đứa về đi học. Rồi tuần vừa rồi bà cháu dắt lên nói, cha, nó đi học được mấy tháng nó đã viết được mấy chữ nó gửi cha. Đây là chữ nó ngồi nó viết. Con chào cha, hôm nay con 6 tuổi. Rồi xin cho bà con được khỏe mạnh, bình an. Chúc cha luôn vui vẻ, mạnh khỏe.
luôn giữ lại nụ cười thật là thân thiện và vui vẻ nữa nhé. Con là Teresa Vũ Gia Cát Tường. Chuyện khó tin nhưng có thật. Vâng, thưa anh chị em, đọc xong mình thấy vui. Tại vì một đứa mà nó biết chữ nó khác lắm. Khác lắm thưa anh chị em. Ta gọi là mù chữ. Ta dùng chữ mù. Có mắt mà như mù vì không đọc, không viết được, không biết chữ, gọi là mù chữ. Và khi mình mù chữ như vậy thì mình không giao tiếp được với thế giới bên ngoài qua những phương tiện truyền thông là đọc, là viết. Một đứa bé mà bây giờ nó được mở mắt ra, không còn mù nữa, nó sướng lắm, nó ngồi nó viết những chữ, nhìn cái nét mặt nó hồn nhiên, ngây thơ như là thiên thần. Và thấy được rằng là công việc của chúng ta làm, đâu phải mình tôi mà có thể làm được, mà chúng ta góp sức của nhiều người cho các em được đến trường. Thôi thì biết được em nào thì mình giúp em đó, bàn tay mình ngắn mà, đâu có bao cả trời này được, đâu có với đến tận biên giới xa xôi được. Chú cho làm được đến đâu làm đến đó, thực hành lòng thương xót như vậy đi thưa anh chị em. Có khi mình không đi tìm chiên lạc mà chiên lạc tìm đến với mình. Làm sao mình đến từ ngõ ngách của Trà Vinh, từ Bến Tre, Cà Mau mà tìm ra những con người đó, nhưng mà Chú lại soi sáng cho họ chỉ bởi những mấy bài giảng lòng thương xót Chú. Họ nghe rồi họ đồn nhau, rồi họ dắt nhau đến. Khi họ dắt nhau đến như vậy, họ chỉ mong ước rằng được Chúa xót thương thôi. Họ cũng biết rằng tôi chẳng có khả năng mà giúp gì thật hết, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể và mọi việc đều có thể xảy ra. Không gì là không thể đối với Chúa. Có lẽ trong mơ, bà ấy và hai đứa bé cũng chẳng nghĩ được rằng là có ngày nào được cấp sách đến trường, có ngày nào được viết được cái chữ, đọc được cuốn sách, chắc chẳng bao giờ. Vậy mà đã xảy ra. Chuyện khó tin nhưng có thật. Vui lắm thưa anh chị em, vui lắm. Vì mình thấy mình cứ gieo, rồi mình đi ngủ, mưa hay nắng, ngày hay đêm không biết, Chúa làm cho hạt giống nó lớn lên. Và Chúa cho mình thấy được thành quả của việc gieo trồng ấy, vì Chúa thương. Chúa cho chúng mình thấy được thành quả ấy để mình cố gắng hơn nữa, để mình vững tin hơn nữa, để mình không ngã lòng trước những khó khăn, trước những thử thách. Thú thật khi mà làm chương trình Điểm Hẹn Chủ Nhật, chúng tôi cũng không biết tìm đâu ra những câu chuyện khó tin nhưng có thật của ngày hôm nay, tìm đâu ra được những nhân chứng lòng thương xót Chúa. Ấy thế mà 3 năm trôi qua rồi, mỗi một năm có 52 Chủ Nhật là 52 Điểm Hẹn Chủ Nhật, 52 nhân chứng. 2 năm là bao nhiêu? 104. 3 năm là bao nhiêu? Bấm tính nhầm đi chứ, con ngồi đâu mà lấy máy vi tính với lại điện thoại nó quệt quệt. Ông này cất điện thoại đi thử coi bao nhiêu. 100 bao nhiêu? 156. Ở đâu ra, tìm đâu ra? Tôi một mình ở trong bốn bức tường mà, có được đi đâu đâu, có được đi được đến đâu đâu, không được đi, không đi được. Một mình trong bốn bức tường, Chúa cứ gửi. Không những ở Việt Nam mà từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức gì cũng lần rồi về. Không những là người Công giáo mà Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, và thậm chí những người vô tín, những người không tin cũng tìm đến để làm nhân chứng. Để cho chúng ta thấy rằng là những chuyện khó tin ấy nhưng có thật đã vẫn đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày mà ta không biết, ta vô tâm vô tình, lướt qua, không dừng lại để hiệp hành với những con người ấy. Chúng ta vẫn đang sống trong năm hiệp hành đấy chứ. Chứ đâu phải chỉ có đưa lên khẩu hiệu với lại biểu ngữ với lại biểu tượng hiệp hành, rồi suốt năm chả làm gì cả. Rồi chờ khi mà kết thúc lại, kèn trống ầm ầm hạ bảng xuống rồi treo bảng mới lên. Vẫn đang hiệp hành, đang sống trong năm hiệp hành, thì ta phải thực hành cái việc đó bằng cách hiệp hành với những con người nghèo khổ, hiệp hành với những con người khát khao lòng thương xót,
hiệp hành với những con người không được thương xót, hiệp hành với những con người muốn tỏ lòng thương xót. Có nhiều anh chị em nói may có nhờ cha làm những chương trình từ thiện bác ái mà chúng con có cơ hội để mà thực hành lòng thương xót. Chứ còn biết đưa ai bây giờ, biết tin ai mà đưa bây giờ. Đúng thưa anh chị em. Cũng cảm ơn anh chị em mà nhờ có anh chị em mà hiệp hành với chúng tôi mới có thể sống năm hiệp hành đúng nghĩa của nó. Hiệp hành với những con người mà cô đơn, bơ vơ, bị bỏ rơi, lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời này. Chúng tôi mới chỉnh trang lại trong trại Xuân Hợp, trung tâm cai nghiện suy ke tư nhân, được phép hoạt động, sửa lại từng chi tiết một, âm thanh ánh sáng cho anh em để nghe giảng cho rõ, rồi không khí lọc cho nó sạch, cho nó mát, rồi nước cho nó vệ sinh, rồi nhà vệ sinh cho nó đúng là nhà vệ sinh. Những sửa chữa ấy bàn tay tôi làm gì có, nhưng mà anh chị em cũng quan tâm đến cả những chuyện đó nữa, vẫn hiệp hành với chúng tôi trong cả những chuyện chơi, còn hiệp hành với anh em chạy Xuân Hợp để cho các em có cuộc sống tốt hơn. Cha ơi, chúng con cùng chia sẻ với cha để nâng cuộc sống anh em lên, để anh em cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy mình được tôn trọng hơn, được trân trọng hơn. Cha ơi, dễ thương lắm, dễ thương lắm thưa anh chị em. Tôi cũng ngồi mà nước mắt cứ chảy ra vì thấy lòng thương xót Chúa thương những con người ấy. Mình thương họ bao nhiêu thì Chúa còn thương gấp trăm, gấp ngàn lần. Mình lo cho một thì Chúa còn lo cho cả bao nhiêu lần như thế. Chúa vẫn đang hiệp hành với ta và mời gọi ta cũng hiệp hành với anh em. Đừng quên đang sống trong năm hiệp hành. 3 năm gần mới có 1 năm xong là phải in rò và rò hết. Giờ là năm chính yếu thì lại không thấy nhắc nhở gì tới. Thôi, nào muốn hiệp thì hiệp, ta cứ đi hành nhau và chết luôn đó thưa anh chị em. Chị ấy tên là Phạm Thị Hay, 53 tuổi, ở Đắk Lắk, người ngoại đạo. Chị đến và nói rằng là thưa cha, con đến đây con tạ ơn Chúa vì con bị tai nạn xe 7 chỗ nó tông. Buổi tối hôm đó bên chỗ nhà quê con thì nó không có đèn đường, tối om. Con đang đứng bên lề đường, rồi một chiếc xe 7 chỗ nó đi ngược, pha đèn chói mắt quá, con chả thấy gì. Nó tông vào con bị dập ruột, rồi gan, rồi lá lách, rồi gãy sườn, rồi chấn thương sọ não nữa. Con là người ngoại đạo, nhưng mà con đã biết đến lòng thương xót Chúa. Con vẫn cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, vẫn đọc kinh hàng ngày. Và khi biết con bị tai nạn như vậy thì cả xóm đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con, rồi đưa con đến bệnh viện. Thực sự các bác sĩ và mọi người đều thấy 99% là chết thôi. Và nếu có sống thì cũng để sống đời sống thường vật thôi. Quá nặng. Ấy thế mà vào bệnh viện chỉ trong vòng 10 ngày còn ói ra máu. Người nhà càng lo sợ. Chồng con thấy vậy mới lên cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến khi mà trở về thì chồng con vào thăm con. Con đã ngồi dậy được và đã có thể ăn cháo được. Rồi đi siêu âm, hội chẩn tại chỗ. Sau 10 ngày thì ruột, gan, lá lách từ từ đã bình phục, hồi phục lại. Con nằm chỉ còn ói ra chút nước nữa thôi. Cho nên nhiều người trong bệnh viện thấy trường hợp của con như vậy, họ nói rằng đó là phép màu, đó là ơn trên. Còn chúng con tuy là những người ngoại đạo nhưng mà chúng con tin rằng đó là quyền năng lòng Chúa thương xót đã cứu con. Bảo làm sao mà chị biết đến lòng thương xót Chúa? Là vì con xem trên mạng, tình cờ con mở YouTube, con thấy bài giảng của cha nhiều, con mới tò mò con mở ra con nghe. Rồi con xem những chương trình điểm hẹn Chúa Nhật. Rồi con coi những ngày thứ 6 chuyện khó tin nhưng có thật. Con thấy nhiều người được chữa lành. Con tin vào Chúa. Từ đó thì con mở
mạng ra và đọc theo cha mỗi 3 giờ chiều Chúa Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Con không biết đi xe. Ấy thế nhưng mà con vẫn đi lễ mỗi Chủ Nhật và nếu con được thể được thì hàng ngày. Nhà con ở xa nhà thờ lắm, phải đi bộ, nhưng con vẫn cố gắng không bỏ Chủ Nhật nào. Rồi khi nào mà không đi được thì con cầu nguyện ở nhà, rồi con mở điện thoại, mở tivi để nghe cha giảng, đặc biệt là những ngày Chủ Nhật. Hôm nay có người rủ con đi. Con không biết là họ lên đây, nhưng mà con cứ lên, họ bảo lên cha, chẳng biết ở đâu, con cứ lên. Và con có xin số phone thì họ nói không được, vì cha không cho số phone, vì cho số phone nhiều quá người ta sẽ làm phiền. Và nhất là có một số lợi dụng cha để đi quyên góp, nó là xây nhà tình thương, nó là xây ốc đảo, nói là giúp cái này giúp cái kia. Còn thấy cái giọng nói mà xin xỏ như vậy thì chắc chắn không phải của cha, vì cha đã bao nhiêu lần đính chính và ngày nào cũng gửi tin nhắn là không bao giờ quyên góp dưới bất cứ hình thức nào, không bao giờ kêu gọi xây cất nhà tình thương nhà nào, không bao giờ. Cho nên những người mà cứ kêu gọi con giúp cha xây nhà tình thương, giúp cha xây nhà thờ hay là giúp cha cái gì, con nghe chứ xin là biết chắc không phải của cha. Con mới nói vậy thì cho con số điện thoại và cho địa chỉ, con sẽ đến gặp trực tiếp để con đưa. Nó không con chuyển qua chuyển khoản bảo không, con muốn gặp trực tiếp hay là gọi điện thoại nghe giọng nói của cha. Thế là cúp mất, vì biết rằng không thể nhái cái giọng của tôi được và càng không thể cho địa chỉ để đến gặp trực tiếp được, vì là họ là lừa đảo. Cho nên bây giờ thì mỗi ngày con đọc kinh 3 giờ chiều lần chuỗi thương xót và 9 giờ tối lần chuỗi mân côi kinh Đức Mẹ. Xin Chúa và Mẹ che chở cuộc đời của con. Con là Phạm Thị Hay, 53 tuổi, ở Đắk Lắk, ngoại đạo. Đây là một lá thư viết mà cũng hay, xin đọc để anh chị em nghe. Con thư cha Linh Mục Lãng Tử. Con là Maria Hoàng Thị Phượng, con ở Đắk Nông. Con cảm tạ Chúa lòng thương xót và mẹ Maria đã cho con đáo hạn ngân hàng được rồi cha. Không có gì ngoài Thánh Y Chúa đã lo cho con đáo hạn ngân hàng. Vậy con tạ ơn Chúa Thánh Giuse mẹ Maria. Vậy hôm nay con xin cha cầu nguyện cho con được mùa màng để con trả nợ. Con thưa cha, cầu cho con của con là Phạm Hoàng Quân. Nó đã 31 tuổi rồi mà còn mê điện thoại, không no làm ăn. Mà con nói nó chửi bới thì làm mất lòng Chúa, con cực quá. Con thường nói xin Chúa mà không làm thì sao Chúa ban cho được, phải không cha? Thưa cha, con cay đắng mà chỉ biết kêu Chúa và mẹ cha. Con xin cha cầu nguyện cho con. Năm vừa qua con làm được việc là con cho quà các cháu ở Quảng Phú là người dân tộc. Con tưởng là có 200 hoặc 300 cháu, nhưng đông quá đến 1.500 cháu cha ạ. Mà xóm của con là người không đạo, con không xin được, mà con ráng gồng mình để cho quà các cháu. Vậy con xin cha cầu nguyện cho con, đến tháng 8 con có để con cho quà các cháu. Cha ơi, nhà nghèo thì có tinh thần, mà nhà giàu thì họ không cho. Con xin thì họ chỉ hứa suông mà thôi. Cha ơi, con gửi cha mấy trái sầu riêng của nhà con, dứa của nhà con. Cầu cho con bán được sầu nhé cha. Bán được sầu riêng bảo, và cầu cho con bán được sầu nhé cha. Nhưng mà ai có cái sầu thì nên bán đi, đừng có để cái sầu làm cho nó héo não, gọi là sầu não. Con chúc cha Lãng Tử của con nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con đến với Chúa lòng thương xót. Cha ơi, con nghe bài giảng của cha hàng ngày, con nghiện cha rồi. Con nghèo mà thấy người nghèo là không nhắm mắt làm ngơ được. Ngày ngày không nghe bài giảng của cha là con cảm thấy thiếu món ăn hàng ngày là lời Chúa cha.
Không có Chúa, con chết từ lâu rồi. Con nhờ cha chứ không biết cuộc đời của con sẽ đi về đâu cha. Kính chúc cha mạnh khỏe bình an. Con chào cha. Maria Hoàng Thị Phượng. Lá thư viết bằng những chữ rất là nguệch ngoạc nhưng mà rất là chân thành, đơn sơ, và một cái niềm xác tín của những con người nhà quê như vậy, họ sống như vậy. Nó nói họ nghiện cái bệnh đi làm, đi lo cho người nghèo của tôi. Tôi dường như tôi cũng bị cái bệnh đấy rồi, bệnh kinh niên rồi, cho nên là chữa mãi không khỏi mà càng ngày càng nặng. Cho nên là nhiều khi mình bị giằng co, thưa anh chị em. Giằng co là bây giờ giúp hay không giúp đấy. Nếu mà thật mình giúp thì thấy không có gì thắc mắc, áy náy. Nhưng mà nếu không thật mà mình giúp thì mình lại cảm giác khó chịu vì bị lừa, bị người ta lợi dụng. Nhưng mà nếu mà lỡ có thật mà mình không giúp thì lại bị áy náy, là mình bỏ qua một cơ hội giúp cho người khó khăn, đang cần thiết như thế. Vì thế chỉ biết cầu nguyện xin Chúa soi sáng, rồi xin Chúa hướng dẫn, rồi thì cứ làm theo tiếng lương tâm mách bảo, cứ làm theo lòng thương xót đưa lối chỉ đường. Dẫu mà có bị lừa hay là có bị người ta lợi dụng thì xin cho con đừng mất lòng tin nơi con người. Vì khi mình mất lòng tin nơi con người thì mình chẳng còn tin ai, mà không còn tin ai thì mình cũng chẳng biết sống với ai. Sống mà không có lòng tin, sống như những người xa lạ, chán lắm, buồn lắm. Anh chị em vào giữa một cộng đoàn mà chẳng ai tin ai, thằng nào chỉ biết thằng đó, nào chỉ lo phận thằng đó, thì sống làm cái gì? Mất ý nghĩa, mất giá trị đi. Cho nên là dẫu người ta có đối xử với mình như thế nào thì xin cho mình đừng mất lòng tin nơi con người. Và chắc chắn niềm tin ấy phải dựa trên sự tín thác nơi quyền năng lòng thương xót Chúa. Đây là một người chị em mới đến gặp tôi buổi trưa. Nói thưa cha, con muốn làm chứng cho Chúa. Bảo con là ai? Bảo thưa cha, con là Maria Phạm Thị Hồng Thư. Đó là một tân tòng, mới rửa tội ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại giáo xứ Lam Sơn, Gò Vấp. Năm nay con 49 tuổi. Bây giờ thì đang sống ở giáo xứ Chợ Cầu, quận 12. Có ghi số điện thoại. Thưa cha, con được nhiều ơn của Chúa. Nói chị kể cho mọi người nghe. Có mười mấy người ngồi chung quanh. Chị kể thứ nhất là con được ơn chữa lành. Con bị chóng mặt, con hay bị sốt ly bì, rồi con đau đầu. Mà nhất là Chúa chữa cho con bệnh thân xác là chóng mặt, rồi đau đầu, rồi hay bị sốt. Chuyện đó con thấy còn có thể dễ nhận ra. Nhưng mà chữa cho cái tính tình của con, ngày xưa tính tình của con rất là nóng nảy, rất là nóng nảy. Con là phụ nữ nhưng mà nóng nảy, hay la lối, hay chửi bới lắm. Ấy thế mà từ khi con nhận biết Chúa, con được ơn quay về với Chúa, con bỏ hẳn được cái tính nóng nảy, con chịu đựng, con chấp nhận, và sức khỏe của con cũng tốt, không còn chóng mặt đau đầu nữa. Ơn thứ hai là ơn của chồng con. Chồng con không lo gì vợ con, mà bạn bè là số một, ăn chơi bài bạc, hút thuốc mấy chục năm nay rồi, ngày phải hút tới 2 gói thuốc. Chồng con 55 tuổi, đi làm không có đưa tiền cho vợ con, đưa được đồng nào thì hay đồng đó, tiêu xài bài bạc, ăn chơi. Ấy thế mà có một lần chồng con bị bệnh sốt nặng, rồi con nói với chồng con, bây giờ ông chọn đi, nếu mà muốn được khỏi thì phải quay về với Chúa mà sửa đổi lại đời sống của mình, Chúa mới xót thương. Còn nếu mà không, tôi bỏ mặc ông. Lúc đó chồng con bị nặng quá, có lẽ anh ấy sợ chết, cho nên anh ấy mới hối cải quay trở về, hứa quay trở về. Rồi Chúa lòng thương xót đã cứu anh ấy.
khỏi căn bệnh gọi là thập tử nhất sinh. Và từ đó thì anh thay đổi 180 giống như con. Không bạn bè, đi làm về là đưa tiền cho vợ. Không bài bạc nữa. Và cũng bỏ luôn được hút thuốc, mặc dù đã hút mấy chục năm một ngày hai gói thuốc. Đó là chuyện khó tin. Nhưng có thật. Rồi mẹ của con là 95 tuổi, bị chết lâm sàng. Lúc mà sống thì còn khỏe đó, thì mẹ con cũng hay nghe đài lòng thương xót Chúa. Mẹ con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa với con. Con thấy mẹ con chết lâm sàng rồi, con đem mẹ con đi rửa tội luôn. Con rửa tội luôn cho mẹ con. Rồi mẹ con nằm liệt 2 tháng. Mọi người tưởng là bà đi luôn. Ấy thế nhưng mà sau 2 tháng được rửa tội rồi thì mẹ con đã khỏe lại và còn sống cho tới bây giờ là 96 tuổi. Chuyện khó tin. Nhưng có thật. Bảo chỉ biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ. Nói trong thời gian dịch Covid ở nhà không biết làm gì cả, cho nên lên mạng lướt coi hết cái này cái kia cho nó đỡ buồn. Vì bị cấm cách ly mà đâu được đi đâu, đâu được giao tiếp với ai, cho nên lên mạng mở, tình cờ thì nghe được những bài giảng về lòng thương xót của cha. Rồi sau đó con cứ nghe, rồi con tìm hiểu, rồi mở mạng để cầu nguyện với cha mỗi ngày như thế. Đến khi mà dịch hết thì con xin học giáo lý, mà Chúa thử thách con là tới 4 lần con mới được nhận học giáo lý. Sau một thời gian học như vậy thì con mới chính thức được làm con Chúa. Con bí tích rửa tội ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại Lạng Sơn, Gò Vấp. Nói vậy thì mình chỉ rửa tội thì còn chồng với con cái thì sao? Bảo không cha, rửa tội luôn cả nhà, cả chồng con, cả con và 2 đứa con. Đứa con trai 25 tuổi, đứa con gái 23 tuổi, người chồng 55 tuổi và con 49 tuổi. Cả nhà, vợ chồng và 2 đứa con đều được rửa tội. Và hỏi vậy thì trước kia chị đi theo đạo nào? Và trước kia thì con đi theo đạo Phật. Nói thật là con cũng đi chùa nhiều lắm. Con khấn cầu nhiều lắm mà chả được cái gì cả, cho nên con chán con không đi nữa. Rồi đến khi mà con nghe bài giảng, nghe những chứng nhân họ được ơn như thế, con tò mò, con tìm hiểu, thì con mới quay về với Chúa. Và lúc con quay về với Chúa thì những đồ cúng, bàn thờ Phật, rồi Quan Âm Bồ Tát, những nhang, những đèn, những khói, người ta bỏ đem bỏ đi, ném xuống sông. Con nói không, con vẫn tôn trọng là con đem vào trong chùa, con gửi lại vào trong chùa. Rồi con rước Đức Mẹ về đặt trên bàn thờ. Thời gian bị dịch thì con ở nhà, còn dịch xong được rửa tội rồi thì bây giờ con đã là con của Chúa. Ngay trong lúc dịch thì ngày nào con cũng lần chuỗi, rảnh là con lần chuỗi, và bây giờ cũng như vậy. Có nhiều người mỉa mai con, nói theo Chúa thì được cái gì, có thấy giàu có hơn đâu. Con trả lời với họ là những người giàu có mà họ không có lòng thương xót Chúa, không biết đến lòng thương xót Chúa thì cũng không giàu thật. Còn con không có giàu của cải, nhưng mà con giàu có vì con có lòng thương xót, có lòng Chúa thương xót. Giàu lòng Chúa thương xót, nghèo của cải. Còn hơn là giàu của cải mà nghèo khó, không biết đến lòng Chúa thương xót. Mọi người nhạo báng, nhưng con vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhiều người nhận biết đến lòng thương xót Chúa. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Toàn là những chuyện khó tin. Nhưng có thật. Vâng, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta đi sang bên Úc để coi bên đó có chuyện gì không. Thì bên Úc có gửi cho tôi một lá thư như sau. Cha Long kính thương, con gửi kèm theo đây hình của chị Kinh Lê, đạo Phật, người đã được Chúa chữa lành chỉ sau 2 ngày nghe mấy bài giảng lòng Chúa thương xót. Trước đây, con có gửi email báo cho cha biết về chị và xin cha cầu nguyện. Con đã viết cho cha như sau.
Cha ạ, con thấy mấy bài giảng lòng thương xót của cha mỗi lần xung trận là đều thắng lợi chớp nhoáng. Nghe cứ như là đánh nhau bách chiến bách thắng, mỗi lần xung trận đều thắng lợi chớp nhoáng. Cha biết không, có một chị đạo Phật bị mất sức, sụt cân, mất ngủ và bệnh gì đó nữa nên đã nằm bệnh viện từ tháng 1 đến giờ. Chị này mới được chuyển vào phòng chung với chú Đan. Và khi nghe vợ chú Đan nói rằng nhờ cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà chú ấy đã phục hồi, cho nên chị ấy muốn được nghe máy bài giảng của cha. Chỉ sau khi nghe máy 2 ngày, sau 2 ngày nghe máy bài giảng lòng thương xót Chúa, chị đã ngủ được và khỏe nhiều. Chị thấy rất vui, làm con cũng thấy vui quá chừng. Sau khi chị nghe hết máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, chị muốn nghe thêm máy khác nữa, cho nên con đã cho chị mượn máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con chỉ cho mượn thôi vì con còn có một cái để nghe và cho những người khác cùng nghe. Bây giờ chị Kinh đã hoàn toàn bình phục và tăng cân, ngày mai sẽ xuất viện. Trước đây chị bị sụt 10 kg trong vòng 1 tháng. Chị ngỏ lời xin máy bài giảng lòng Chúa thương xót và gửi lời tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn cha. Còn cũng đưa cho chị một chuỗi tràng hạt 50 và tấm hình lòng thương xót Chúa. Chị rất vui đón nhận. Còn cũng xin báo cho cha biết về một ơn chữa lành thật lạ lùng. Có một chị đạo Phật 44 tuổi, cách đây 2 năm đã sinh em bé. Lúc bé chỉ được 22 tuần, tức là được hơn 5 tháng và bé đã qua đời. Lần này cũng vậy, khi có thai được 22 tuần, cổ tử cung cũng mở ra và cũng bị rủi ro là sinh sớm và cơ hội sống còn của đứa bé rất mong manh. Lý do tử cung mở ra là vì bên trong tử cung có một chồi thịt dư mọc dài xuyên qua cổ tử cung và thòi ra ngoài. Con ngồi bên cạnh chị lúc bác sĩ siêu âm cho chị. Con đã lần chuỗi lòng thương xót và xin Chúa Giêsu cứu đứa bé. Đừng để đứa bé chết vì sinh non như chị của nó. Điều lạ lùng là sau 2 ngày siêu âm lại, bác sĩ cho biết là chồi thịt dư đã thụt vào bên trong và cổ tử cung đã đóng lại. Chị đã sinh em bé lúc được 29 tuần, tức là 7 tháng. Bé tự thở được, chỉ cần mặt nạ dưỡng khí, tim bé rất tốt và sức khỏe bé tiến triển cũng rất tốt. Bác sĩ và mọi người rất vui khi bé được sống còn như vậy. Tạ ơn Chúa đã cho bé được sinh ra đời và khỏe mạnh. Con là Bích, đang sống bên Úc. Con làm cho Western Health, bao gồm bệnh viện Sunshine, Footscray, Williamstown, Sunbury ở bên nước Úc. Hallelujah. 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 Hơn thế anh chị em và cô Bích này thì cô gặp được nhiều chuyện lạ lắm ở bên những bệnh viện mà cô có nhiệm vụ chăm sóc. Từ khi cô biết đến lòng thương xót Chúa, rồi cô đem máy bài giảng, đem sách, hình ảnh chuỗi về đến tặng cho những người bệnh thì rất nhiều trường hợp xảy ra. Và chúng tôi đã gửi sang cho cô ấy máy sách ảnh chuỗi, nói cô ấy cứ tiếp tục làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa ở bên Úc, nơi những bệnh viện. Và Chúa cho cô ấy chứng kiến những điều lạ lùng xảy ra bởi quyền năng và lòng thương xót Chúa. Những chuyện khó tin. Con tên là Clara Võ Thị Nhã Trang, 32 tuổi, quê ở Gia Lai. Con lên Sài Gòn 10 năm rồi, con đã tốt nghiệp đại học sư phạm. Nhưng cách đây 10 năm, con bỏ rước lễ và con đã phạm hết 10 điều răn. Con luôn sống trong tội lỗi, chơi bời, dính đến ma túy, ham mê tiền bạc, xác thịt. Năm 2019, con biết đến bài giảng lòng thương xót của Chúa khi con tình cờ coi trên mạng và được người gửi cho máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Từ đó trở đi, con đã được Chúa biến đổi.
con đã đi xưng tội và rước lễ trở lại. Con không còn chơi bóng cười, ma túy nữa. Con đã hoàn lương và đi làm giúp việc theo giờ, dọn dẹp nhà cửa để kiếm sống. Dù con đã tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng chưa tìm được việc làm thích hợp. Bỗng một ngày, có một người biết đến chuyện mới giới thiệu con lên Nhà Bè, nộp hồ sơ dạy học trường trung học cơ sở Hiệp Phước Nhà Bè. Sau khi nộp hồ sơ một ngày thì con được nhận đi dạy liền và con trở thành giáo viên sau 10 năm ra trường. Chúa đã cho con về lại với giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè để được làm việc và cống hiến tại nơi đây đúng như lòng con mong ước. Qua đây, con xin nhắn với các bạn trẻ như con, hãy tin vào Chúa, không có gì mà Chúa không làm được. Ngay cả khi bạn đang chơi nghiện thứ gì, chỉ cần bạn bật đài bài giảng Lòng Thương Xót Chúa lên nghe các chứng nhân, nghe lời cha giảng và cầu nguyện là bạn có thể vượt qua mọi sự dữ, vượt qua những cơn cám dỗ với người trẻ. Con còn vô vàn ơn nữa, nhưng con xin kể những ơn trọng này thôi. Có dịp con sẽ kể tiếp cho cha nghe. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Thưa anh chị em, một là bạn trẻ từ quê lên Sài Gòn học Đại học Sư phạm, ra trường đáng lẽ phải là một cô giáo chứ, là một mẫu gương cho học trò mình noi theo. Ấy thế nhưng mà đã bị sa đà vào đủ mọi thứ tội lỗi, dính vào mọi thứ nghiện ngập. Rồi chỉ nhờ những bài giảng Lòng Chúa Thương Xót đã đánh động đến bạn ấy. Chúa tác động, còn tôi giảng hay ho gì. Mà cho dẫu có hay ho, có văn chương, có trâu chuốt, có bóng bẩy đi thế nào đi chăng nữa, mà Chúa không sức dầu vào lỗ tai người nghe và trái tim người nghe thì cũng chẳng đánh động được ai. Nhưng mà qua 20 năm loan truyền Lòng Thương Xót Chúa, tôi xác tín được điều mà ngày trước tôi nghe tôi cũng không có tin đâu. Đấy là những linh mục nào đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa của ta, Chúa nói với thánh nữ Faustina nơi cuốn sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa nơi linh hồn tôi, Divine Mercy. Chúa nói với thánh nữ Faustina, những linh mục nào đi loan truyền Lòng Thương Xót của ta, ta sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời rao giảng ấy đánh động được con tim của người nghe, và Chúa cũng sức dầu vào đôi tai và trái tim người nghe để họ cảm nhận được. Cho nên người nói cũng như người nghe, người rao giảng cũng như là thính giả, nếu không được Chúa sức dầu, nếu không được Chúa thánh hóa, nếu không được ơn của Thánh Thần thì nói cũng chẳng ai nghe, nghe cũng chẳng hiểu gì. Tôi xác tín được điều đó. Chúa chả cần phải văn chương bóng bẩy, Chúa cũng chẳng cần phải học vị bằng cấp cao rồi kiến thức và những địa vị rồi những chức vụ. Vì Chúa nói với Faustina, ta chọn con không phải vì con giỏi, con bằng cấp. Faustina nói với Chúa, con học tới lớp 3 trường làng, con là nữ tu cấp, nữ tu bậc 2, chỉ làm những việc lao động, làm vườn, coi chăn heo, quét nhà, nấu, làm bếp. Làm sao con làm được công việc loan truyền Lòng Thương Xót Chúa? Chúa gọi, Chúa chọn những chị xứng đáng hơn, giỏi hơn, bằng cấp hơn, địa vị hơn con, thánh thiện đạo đức hơn con. Chúa nói không, ta chọn con để cho mọi người thấy rằng công cuộc này là công cuộc của ta chứ không phải của con. Con có công lên gì trong này hết. Và khi tôi làm công cuộc này, tôi cũng xác tín được điều đó. Tôi chả công lên gì trong việc này. Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, làm những gì Chúa bảo làm và Chúa nói cần làm thì làm. Rồi Chúa tác động nơi bài giảng qua những chiếc máy. Và Chúa tạo điều kiện để có những chiếc máy chứ. Chúa không tạo điều kiện thì lấy phương tiện đâu ra. Ai mà có thể có được bằng này máy như thế này, cả mấy chục ngàn như thế này. Và cho dẫu có đi nữa, họ nghe họ cũng chẳng hiểu, chẳng nhớ, chẳng động tâm thì vứt vô ích. Mà cho khi có đi nữa mà họ không nghe thì cũng để xó đó làm gì. Chúa làm, Chúa tác động, Chúa biến đổi và Chúa dùng mọi phương tiện. Chúa nói các con hãy tận dụng
tất cả những phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót Chúa của ta cho mọi người. Con là Anna Ngô Thị Thanh Tâm, làm Nels, đang sống ở Úc. Con có về gặp cha lúc cha ở giáo điểm Tin Mừng và lúc cha qua Úc giảng lòng thương xót Chúa 30 ngày ở bên Sydney. Con nợ Chúa một lời làm chứng. Con hứa tháng 6 này sẽ về Việt Nam lên gặp cha và làm chứng về việc Chúa đã cứu con và gia đình con như thế nào. Nhưng mỗi lần con muốn viết lại những ơn Chúa ban thì con lại bị sự giữ nó vật con. Từ lúc con nhận tin của cha tới giờ, chưa có ngày nào con được khỏe. Ngày nào nó cũng hành con, cứ như người hấp hối, sống dở chết dở. Hôm nay, sau lúc cầu nguyện và bị nó hành xong, con quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho cha liền. Năm 2017, làm ăn thất bại. Con được má và chị con bên Việt Nam giới thiệu cho con về cha, nhưng con không tin. Con phản bác lại: "Ôi chào, ông cha nào cũng giống ông nào, có gì khác đâu mà cầu vi nguyện." Con không tin. Con qua Úc năm 2006, ở vùng quê, ở đó không có nhà thờ. Từ đó con bỏ Chúa luôn cho đến năm 2017. Sau nhiều lần, chị và má con gọi điện thoại nói con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho vì cha cầu nguyện linh lắm. Sau đó, chị con gửi số điện thoại của cha cho con, nhưng con cũng để xó đó 1-2 tháng không gọi cho cha. Con xin nói thêm, lúc đó con làm chủ shop nail, hồi đầu làm ngon lắm, sau đó không biết vì sao tự nhiên mất khách dần và con bị rơi vô trầm cảm. Có đôi lần con tự tử mà lại không chết. Vợ chồng con lục đục tưởng chừng mỗi đứa một nơi. Bán hết nhà cửa, nợ ngân hàng, con không biết đối diện với nó như thế nào. Đôi lúc con chỉ ước ngủ luôn một giấc và đừng bao giờ thức dậy, đừng bao giờ mở mắt ra nữa. Vì con rất sợ đối diện với sự thật, thực tế vô cùng phũ phàng. Con có đăng báo sang shop nails nhiều năm trời. Có rất nhiều người đến coi và đặt cọc rồi, sau đó họ lại lấy cọc lại. Con không biết lý do tại sao. Cuối cùng, không còn cách nào nữa. Không còn cách nào nữa, con mới thử gọi điện thoại cho cha. Thì điện thoại đổ chuông mà cha không nghe máy. Cứ thế, con gọi khoảng vài chục lần. Con nghĩ có lẽ do sự kiêu ngạo của con, Chúa thử thách con. Vài ngày sau, chị con gọi, hỏi con đã nhắn tin cho cha chưa? Con nói đã gọi điện thoại rồi mà không thấy cha bắt máy. Chị nói cha bận lắm, không có rảnh mà bắt máy đâu. Mày phải được ơn lắm cha mới trả lời. Lúc đó, con không tin. Con nghĩ ông cha nào cũng giống nhau thôi, chứ ơn với nghĩa cái gì. Rồi con không thèm gọi nữa. Tự nhiên, không hiểu sao chồng con lại nhắn tin cho cha một lần. 5 phút sau, cha trả lời tin nhắn liền cho chồng con. Cha nói sẽ cầu nguyện cho và cho chúng con trang web tinthac.net gì đó để vào đó mà coi và cầu nguyện. Con thấy chồng con mừng khóc luôn. Con chẳng biết ông nhắn tin gì cho cha. Con cũng chẳng hỏi. Vì lúc đó, thú thật, vợ chồng con không thể nói chuyện được với nhau. Tối hôm đó, chồng con về mở bài giảng của cha lên nghe. Con chửi ông: "Này, đi làm cả ngày mệt muốn chết rồi, giờ tối về không cho ngủ mà còn nghe cái ông cha này nói lảm nhảm nhức cả đầu. Tắt đi." Chồng con mở nhỏ lại, để sát vào lỗ tai nghe để khỏi làm phiền con. Sáng ra, con thấy chồng con mở tivi lên coi. Lúc đó con đang quét nhà, chuẩn bị đi làm. Nhìn lên tivi, thấy có ông cha da đen,
đầu hơi hói, tay cầm micro, tay cầm nón lá, miệng đang hô hào giáo dân. Trong lòng con nghĩ, có cho tiền cũng chẳng thèm gặp cái ông cha này, cha gì đâu mà xấu quá sức. Sau đó con đi làm. Tối đó, chồng con lại tiếp tục mở cha lên để mà nghe giảng. Cứ thế, con lại la, bắt tắt đi. Khoảng đâu 4-5 lần. Con nhớ đêm hôm đó đang ngủ, bỗng nhiên con thức dậy và con nghe cha đang hát bài "Tôi thầm tin rằng sự sống hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay hiểm nguy." Rồi không, không có gì tách tôi khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tự nhiên nước mắt còn rơi, con đã khóc ướt hết một cái gối. Con biết thì ra con đã bỏ Chúa quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Bao lâu nay Chúa vẫn đi tìm con. Và con nằm nghe cha giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Đêm hôm đó, con chỉ có khóc và khóc thôi cha ơi. Cha có biết không, trước đó rất nhiều lần con phạm tội trọng. Về Việt Nam chơi, khi đi lễ, dù không xưng tội, con vẫn lên rước lễ như không có chuyện gì. Sau khi nghe cha giảng, con đã lân la, lần mò, tìm cách lần chuỗi lòng thương xót và chuỗi mân côi. Nói thiệt với cha, dù con là người Công giáo nhưng con không biết lần chuỗi là gì. Chỉ nhờ nghe được bài giảng của cha, bây giờ con đã biết lần chuỗi và làm rất tốt. Đây chỉ là một ơn nhỏ con kể lại thôi. Còn nhiều ơn lớn hơn, khi về Việt Nam con sẽ làm chứng những việc lạ lùng Chúa dành cho con. Từ quỷ về với Chúa. Cảm ơn cha đã trả lời tin nhắn cho chồng con. Cho nên vợ chồng con vẫn còn sống với nhau hạnh phúc tới bây giờ. Con đã bán được tiệm nail và gia đình con bây giờ đặt Chúa làm chủ. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ cha trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa. Cha ơi, giữ vững lòng tin nha cha. Vì cha luôn có Chúa và mẹ đồng hành với con. Không những vậy, mà còn có đàn chiên tội lỗi như con, lúc nào cũng dõi theo và lúc nào cũng cần cha. Nên cha đừng ngã lòng cha nhé. Con Anna Ngô Thị Thanh Tâm đang sống bên đất Úc. Hallelujah. 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 Chúa. Thì anh chị em đọc những lá thư mà thấy nó như là một cái cuốn phim chú chậm lại, diễn tiến từng việc, từng việc, từng việc. Ta có nghĩ rằng một người như vậy mà Chúa còn sờ chạm được không? Cứng như thế đó, nói gì thì nói, vẫn không nghe. Tôi cũng thành thật xin lỗi là vì giá mà tôi đẹp trai một chút, giá mà tôi trắng trẻo cao ráo một tí thì chắc là bắt mắt nhiều người để marketing thì hội gì nó cũng muốn mở ra để mà coi. Nhưng mà tiếc, giống như bài hát gì đó, em là gái trời bắt xấu, em là trai trời không cho đẹp. Cho nên là người ta nhìn thấy đầu mặt thì đen, đầu thì hói, người thì chả ra làm sao. Cho nên họ nhìn là không muốn nghe rồi. Làm sao mà dắt họ đi tiếp được. Ê, nhưng mà thôi, đó là cái thử thách. Thử thách cho chính anh chị em. Tôi, Chúa dùng tôi để thử thách anh chị em. Coi mày có vượt qua được dáng vẻ bên ngoài hay không. Qua coi mày cứ đi tìm những cha trẻ đẹp trai cao ráo học vị vân vân, còn bây giờ ta gửi đến một ông cha cù lần quê mùa đen đủi xấu xa xấu xí, liệu mày có khám phá ra được viên ngọc lòng thương xót được giấu ở trong cái con người mà xấu xí tầm thường như vậy hay không? Điểm mà tôi thấy xúc động nhất là lời người con chiên trở lại. Con chiên hoang đàng trở lại, nhắn với người mục tử. Cha ơi,
giữ vững lòng tin nha. Vì cha luôn có Chúa và mẹ đồng hành với cha. Không những vậy, mà còn có đàn chiên tội lỗi như con, lúc nào cũng dõi theo và lúc nào cũng cần cha, nên cha đừng ngã lòng cha nha. Đọc xong tôi bảo, mà nó bảo rằng là có Chúa và mẹ đồng hành và có những đàn chiên đạo đức thánh thiện, giàu có xinh xắn rồi sang trọng đi theo, dõi theo, còn thấy phấn khởi chứ. Mà hay ở cái chỗ này, còn có đàn chiên tội lỗi như con, lúc nào cũng dõi theo và lúc nào cũng cần cha. À, thì ra, những đàn chiên tội lỗi đang cần mình. Còn những con chiên béo tốt, con chiên giàu có, con chiên sang trọng, con chiên đại gia, con chiên bằng cấp, con chiên học vị và những đấng bậc cao sang quyền quý, nào có cần gì đến mình. Mình có gì đâu mà họ cần, bỏ xó thôi, đồ thừa, đồ làm gì à, chùi chân cho người ta không đáng mà. Nhưng mà nhờ câu này, nhờ những tâm hồn của những con chiên tội lỗi như thế này, Chúa dùng họ để động viên tôi, Chúa dùng họ để giúp cho anh chị em mình, những tông đồ lòng thương xót Chúa, mạnh dạn tiếp tục lên đường, không ngại khó, không sợ khổ và không ngán ngay cả cái chết nữa. Hallelujah. Đà ơn Chúa. Sắp hết giờ chưa con? Mấy phút nữa? Hết giờ rồi. Thôi còn một em dân tộc này đọc một lá thư ngắn của em ấy. Em tên là Cờ Lạc, ngoại đạo, người dân tộc, ở thôn 1, xã Lộc Lâm. Em bị tai nạn xe bất tỉnh hơn một tuần. Con đã gửi đài lòng thương xót Chúa cho em nghe và gia đình cùng nhau đọc kinh lòng thương xót Chúa, hợp ý cầu nguyện cùng cha và mọi người 3 giờ chiều mỗi ngày. Tạ ơn Chúa, nay em đã tỉnh táo, đang bình phục rồi. Xin cha cầu nguyện thêm cho em. Điểm vui nhất đó là qua biến cố này, gia đình của em ngoại đạo đã tin và đón nhận lòng Chúa thương xót. Hallelujah. 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 Chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyện khó tin nhưng có thật. Từ đây